Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình Hướng Quảng thực hiện, phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tối ngày 27 tháng 1, tức đêm 30 tháng Chạp năm Bính Thân, huyện Hớn Quản long trọng tổ chức chương trình lễ hội giao thừa với chủ đề Hớn Quản chào đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 tại trung tâm hành chính huyện. Ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Lê Hoàng Lâm, Bí thư huyện ủy, các đồng chí ban thường vụ huyện ủy đã tham dự. Tại chương trình lễ hội giao thừa, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong huyện đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các văn nghệ sĩ, ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Với những ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước được các văn nghệ sĩ thể hiện sinh động, mang lại không khí hào hùng, đầm ấm trong đêm giao thừa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Minh Hoài đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2016. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển khá, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2016, xã Thanh Bình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19 trên 19 tiêu chí. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào đồng chí cùng với đảng bộ chính quyền huyện nhà tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được, tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Hớn Quản ngày càng giàu đẹp. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2017, Ủy ban dân huyện Hớn Quản tổ chức họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, hội đồng già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Hớn Quản. Ông Đinh Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hớn Quản đã chủ trì hội nghị. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, trong năm 2016, toàn huyện có 1.331 hộ nghèo, trong đó có 724 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 54,4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt. Qua đó đã cấp 5.551 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào ở địa bàn, khu dân cư tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giải quyết các mâu thuẫn xích mích trong cộng đồng khu dân cư. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đinh Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đại biểu nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 và mong muốn trong thời gian tới, hội đồng già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, động viên nhân dân chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nhân dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo tỉnh đã tặng 12 phần quà cho hội đồng già làng, 12 xã, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao 76 phần quà cho hội đồng già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lão thành cách mạng của huyện, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Dịp này, 3 tập thể, 10 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2016. Vào khoảng 17:40 chiều ngày 29 tháng 1 năm 2017, Công an huyện Hớn Quản đã nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cơm Bắc Bộ trên đường quốc lộ 13 thuộc tổ 2 ấp 1 xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
lực lượng phòng cháy công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, dùng 4 xe cứu hỏa dập đám cháy, cùng khoảng 30 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, khống chế đám cháy sau ít phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc trong quán cơm bị hư hỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra cháy, quán cơm đóng cửa, nghỉ Tết âm lịch, không có người trông giữ. Quán cơm Bắc Bộ nằm trên đường quốc lộ 13, gần khu trung tâm hành chính huyện, nên xung quanh đó có nhiều hộ kinh doanh. Đám cháy đúng vào giờ cao điểm người dân đi chơi Tết Nguyên Đán, nên rất nhiều người dân đi qua đường đã dừng lại xem. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời phân luồng và điều tiết giao thông, không để gây ùn tắc. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Với mục đích giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng suất cho vườn cây ăn trái, cam, quýt và các loại cây công nghiệp như hồ tiêu trên địa bàn huyện Hớn Quản. Phòng Kinh tế Hạ tầng đã tham mưu Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện triển khai dự án mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel kết hợp bón phân qua nước cho các vườn cây công nghiệp như cam, quýt, hồ tiêu tại 3 xã An Khương, An Phú, Đồng Nơ. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả. Trong những năm qua, hiện tượng thiếu nước tưới trong mùa khô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp của huyện nói riêng cũng như tỉnh Bình Phước nói chung. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn giữ lối canh tác nông nghiệp theo kiểu cũ, tưới nước không đúng cách gây dư thừa, lãng phí nguồn nước và nhân lực, dẫn đến tình trạng thiếu nước trong canh tác nông nghiệp trầm trọng như hiện nay. Thực tế, trên địa bàn huyện, rất nhiều diện tích vườn cây công nghiệp cây ăn trái bị thiệt hại do thiếu nước tưới vào mùa khô. Theo đó, mô hình được triển khai với diện tích 3 hectare cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn thực hiện gần 180 triệu đồng. Nguồn vốn vừa nêu do Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện hỗ trợ, mô hình đã góp phần giúp người nông dân giảm chi phí đầu tư như công tưới, bón phân, tiết kiệm nước, nâng cao năng suất cây trồng. Hồi đó thì chưa có cái mô hình này thì tưới rất khó khăn, rồi nước thì hao nước. Đó, nay có cái mô hình này thì tôi thấy đạt hiệu quả. Tiếp nữa thì như mình tưới một ngày có khả năng là được 800 tiêu. Qua so sánh cái tưới giỏ giọt và tưới tràn những năm trước kia thì chúng tôi thấy cái tưới giỏ giọt này nó hiệu quả hơn. Thứ nhất là nó tiết kiệm được nước, hai nữa là tiết kiệm được cái công lao động. Như trước này, ví dụ một tháng tôi phải tưới khoảng độ 4 lần và tính ra mỗi một lần cái vườn nhà tôi khoảng 4 đến 6 công. Thì như vậy nó vào 24 công tưới và hiện nay tưới giỏ giọt thì tôi tưới một tuần một lần, cũng 4 lần tưới nhưng mà chỉ mất một công lao động thôi. Như vậy là so với hệ thống trước là nó rất hiệu quả. Tại mỗi hộ gia đình, mô hình tưới nhỏ giọt được thí điểm 1 hectare đất trồng tiêu hoặc cây ăn trái. Một đường ống có cấu trúc rất đặc biệt, được lắp đặt hệ thống tưới có 3 bộ phận. Máy bơm, bộ điều khiển trung tâm, hệ thống dây nhỏ giọt được đặt chạy dài theo các luống đưa thẳng vào các gốc tiêu hoặc cây ăn trái. Trên đường ống, tại những điểm nhỏ giọt nước, đều có áp lực nhỏ như nhau để luôn giữ lượng nước đảm bảo đồng đều khi tưới, chống xói lở, tăng độ ẩm cho đất, giúp cây phát triển tốt như nhau. Cái mô hình này tưới so với lúc trước em làm á, mà tưới mà phun sương á, thì cái mô hình này nó đạt hơn, là tiết kiệm nước được nhiều hơn, tiết kiệm công. Thì đối với mô hình này thì nếu mà sau một năm triển khai thì chúng tôi sẽ đánh giá là hiệu quả. Nếu tốt mà thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân cũng như xã sẽ vận động bà con trong khu vực thì thực hiện nhân rộng mô hình này. Nếu các hộ dân có nhu cầu thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại Sở Khoa học Công nghệ cùng chuyên viên của phòng sẽ tham mưu ủy ban huyện là hướng dẫn cho người dân đó là kỹ thuật cũng như là cái quy trình vận hành sử dụng để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, việc bón phân cho cây trồng cũng tương đối dễ dàng, tiết kiệm nhân công khi chỉ cần hòa tan phân và cho vào hệ thống tưới. Với cách bón phân này đã nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng và đều đặn đến vùng hoạt động của bộ rễ thông qua nước tưới. Phương pháp tưới và bón phân này đảm bảo độ ẩm và lượng chất dinh dưỡng luôn cung cấp ổn định cho các loại cây như hồ tiêu, cam, quýt sinh trưởng và phát triển tốt. Quý vị và các bạn xem đài thân mến,
Chương trình điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình Hấn Quảng thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.